Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kiện Nguyễn Tấn Dũng 2,5 tỷ đô la, rút 2.000 tỷ đồng Việt Nam dễ như lấy kẹo, trùm cuối nào đang đứng sau lưng bà. Vào ngày 4 tháng 8, tờ báo Cà Phê có bài viết bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỷ đồng của tập đoàn Tân Tạo để làm gì. Bài báo cho biết tập đoàn Tân Tạo hiện nay là chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo 443 ha tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu công nghiệp Tân Tạo này đã khá nổi tiếng, ngoài ra họ còn sở hữu khu công nghiệp Tân Đức 445 ha tại Long An, quần thể khu công nghiệp đô thị dịch vụ thành phố Tri Thức Tân Đức, quy mô hơn 1.142 ha tại Long An. Quy mô tài sản của tập đoàn Tân Tạo là hơn 13.000 tỷ đồng. Tập trung vào các khoản phải thu bao gồm tạm ứng cho các bên liên quan, được đề cập ở trên, và giá trị tồn kho đầu tư vào các dự án City Tân Phước, khu công nghiệp Tân Đức tại Long An và khu công nghiệp Tân Tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khoản đầu tư vào công ty cổ phần Đại học Tân Tạo 812 tỷ đồng. Các khoản đầu tư liên quan đến dự án nhiệt điện Kiên Lương chiếm tài sản lớn nhưng đang vướng mắc về mặt pháp lý. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến. Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của công ty là khoản phải thu khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, từ 2.046 tỷ đồng vào cuối năm 2021 lên 3.947 tỷ đồng tính đến cuối quý 2 năm 2022, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu là khoản thu tạm ứng cho bà Mayen Danes, tức là tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến, đang định cư tại Mỹ. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là 1.937 tỷ đồng, chiếm đến 56% khoản phải thu ngắn hạn khác, mục đích là để tham gia dự án đầu tư tại Mỹ. Như vậy, bà Yến rút gần 2.000 tỷ đồng một cách nhẹ nhàng, trong khi đó tập đoàn này nợ đầm đìa, chưa chi trả những khoản nợ cho đối tác và bị người ta đang kiện ra tòa. Doanh nghiệp đang dính vào pháp luật mà người chủ có thể rút tiền một cách trơn tru, làm người ta đặt câu hỏi, bà là ai mà miễn nhiễm với pháp luật Việt Nam đến như vậy. Được biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến là người từ đệ đơn lên tòa án trọng tài quốc tế kiện ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Bị đơn trong vụ đòi bồi thường tới 2,5 tỷ đô la, được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến là cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Yến đã rút 2.000 tỷ đồng như lấy kẹo. Vào năm 1998, lực lượng an ninh kinh tế khá chật vật trong cuộc đấu tranh với nhiều đối tượng thuộc đường dây chạy thầu một số dự án điện là chuyên án AB98. Trong đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yến. Được thành lập vào năm 1997, qua điều tra xác minh, bà Hoàng Yến đã lập và điều hành một đường dây móc nối vào các nội bộ các cơ quan của nhà nước, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Điện lực Việt Nam, vân vân. Mục đích là nhằm thu thập tin tức, tài liệu bí mật để cung cấp cho tập đoàn nước ngoài ABB đấu thầu và trúng thầu một số dự án điện lớn của Việt Nam. Cơ quan điều tra an ninh kinh tế đã xác định các đối tượng bao gồm Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoàng Yến, Lâm Minh và Nguyễn Duy Bình, nhân viên văn phòng công ty ABB tại Việt Nam, Phạm Hữu Hòa, lái xe cho ông Võ Hồng Phúc, khi ấy là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và một số đối tượng khác. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1998, cơ quan điều tra khi đó đã khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt bí mật nhà nước trong việc đấu thầu các dự án điện, đồng thời bắt khám xét, khởi tố và tạm giam 3 bị can bao gồm Lâm Minh, Nguyễn Duy Bình và Phạm Hữu Hòa về tội nêu trên theo quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Riêng Nguyễn Duy Bình có thêm hành vi phạm tội là tiêu hủy tài liệu bí mật của nhà nước. Họ không nói rõ là tiêu hủy bằng cách nào. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam khi đó. Vụ án này thu được nhiều tài liệu mật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Bộ Công nghiệp. Vào thời điểm đó, bà Hoàng Yến đã trốn, nhưng mà thực chất là sự can thiệp của rất nhiều người. Qua khai thác, cả 3 bị can bắt đầu đều nhận hành vi phạm tội, khai báo rõ việc bà Đặng Thị Hoàng Yến móc nối chỉ đạo bày cách lấy cắp tài liệu mật để cung cấp cho ABB. Từ đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rất quyền lực, vượt qua lưới pháp luật, và lần này khi bà Mỹ mà rút tiền Việt Nam như lấy kẹo trong túi. Vậy, câu hỏi đặt ra là thế lực nào ở Việt Nam đã giúp bà được làm như vậy? Và được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến có mối quan hệ rất gần gũi với ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
nên sức mạnh ngầm của bà Yến còn mạnh lắm. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đào Hồng Lan và chuyện nhân sự thâm cung của Đảng. Việc Đảng bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan ngồi vào chiếc ghế quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vừa qua cho thấy vấn đề về nhân sự của Đảng đang bị rắc rối và đi vào bế tắc. Đảng đang rất lúng túng, chọn bừa người kế nhiệm, không cần biết đến hệ lụy quốc gia và phản ứng của dân chúng ra sao. Lâu nay, nhiều cán bộ đảng viên có chuyên môn được tô chát học hàm, học vị cao ngất, được Đảng quy hoạch thì lại là những kẻ nhúng chàm, tham nhũng, ăn không chừa một thứ gì. Việc này bị bại lộ khi họ phải ra tòa. Số còn lại học hành chấp vá, năng lực không có nhưng theo phe nhóm chính trị vẫn leo lên đỉnh cao của quyền lực. Bản chất gia đình trị phong kiến biến tướng của vương triều của Đảng đã được hình thành như thế. Đây là hình ảnh gia tộc quyền thế Lê Thanh Hải. Vào tháng 5 năm 2016, khi đó mới nhậm chức bí thư thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng đã đề nghị ban bí thư chỉ định Lê Trương Hải Hiếu giữ lại chiếc ghế phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12, tham gia ban chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù trước đó Hiếu bị đại hội đảng gạch bỏ tên. Việc này chỉ là lời vừa lòng Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hà Nội được xem là nơi tranh giành quyền lực khốc liệt nhất hiện nay. Vào năm 2015, khi đó, nhân vật gây nhiều tranh cãi là tướng Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, chỉ sau một đêm đã xoay được ngược tình thế, trở thành quan phụ mẫu của Thành Đại La. Được sự giúp sức của hai ủy viên Bộ Chính trị là Lê Hồng Anh và Phạm Quang Nghị, từ Giám đốc Sở Công an, Chung Con đã loại bỏ tất cả các ứng viên là đối thủ nặng ký để nhảy tót lên ngồi một chiếc ghế Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Đức Chung bản chất rất khó lường, sắp xếp nhân sự các sở, ngành là người dường như của ông ta để dễ bề cai quản ở đây, và cái kết với Nguyễn Đức Chung như vậy đã tất yếu xảy ra. Miền Trung lại là vùng đất đắng, gió cũng là nơi ban phát bổng lộc cho những quẻ ma đầu. Gần 20 năm nắm quyền cai trị tại Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh xây dựng đế chế riêng của ông ta. Sau cuộc quyết đấu với tướng Trần Văn Thanh vào năm 2000, toàn bộ nhân sự thành ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội, các phó trưởng phòng trở lên trong hệ thống Sở Công an v.v. đều qua Nguyễn Bá Thanh tuyển chọn và duyệt. Thanh đưa những người bạn bè, quan hệ đồng hương, bà con với ông ta về nắm giữ lãnh đạo cấp ủy trong hệ thống chính trị, huyện, các sở ban ngành, các ban quản lý đầu tư quan trọng của thành phố. Đây là thông tin được chia sẻ. Và quay lại chuyện Đào Hồng Lan, bà Lan từng là trợ lý của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân khi bà Ngân làm Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội từ những năm 2007 cho đến năm 2011 và là con dâu của cựu Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia. Đích thân bà Ngân đã đỡ đầu và giới thiệu Đào Hồng Lan vào Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 11 và Ủy viên Trung ương khóa 12. Đây là những thông tin nội bộ được chia sẻ. Và bà Lan sẽ đi đúng lộ trình mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng đi qua. Khóa sau, bà Lan sẽ tranh vé vào Bộ Chính trị, ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội quyền lực. Và chỉ những kẻ không phải hạt giống đỏ và dường như ít trí tuệ mới tin rằng mình có cơ hội leo cao. Đây là hình ảnh, còn lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm đã phát biểu khi phỏng vấn trước đây. Đảng Cộng sản vốn nổi tiếng kiêu ngạo, họ cơ cấu quyền lực quốc gia như mô hình hợp tác xã vậy. Đảng viên cho dù chưa từng là bác sĩ, thậm chí chưa từng là y tá vẫn có thể cầm dao mổ. Cán bộ không là kỹ sư xây dựng vẫn có thể lập quy hoạch thành phố. Hạt giống đỏ học hành không ra chữ nào vẫn có thể đứng trên bục giao giảng và chỉ đạo. Thần dân các nhà chuyên môn ngoài đảng phải cúi đầu nghe theo, và những người dưới quyền đành chấp nhận và lãnh đủ. Đảng đã ăn trên ngồi chốc nhưng phủi mọi trách nhiệm về mình. Nếu vì rút chuyên môn mà gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ thì lãnh đạo nhận khiển trách, cảnh cáo, cách tất cả các chức vụ đã có hoặc khai trừ là xong. Tôi biết còn nhớ vào ngày 23 tháng 11,
Trước đây, phiên tòa xét xử vụ án bảo kê đánh bạc, ông tướng Công an Nguyễn Thành Hóa là cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 cũng phải thừa nhận rằng: "Tôi không am hiểu gì về công nghệ nhưng cũng cố gắng hết mình. Tôi mong muốn xây dựng lực lượng hùng mạnh có thể được đương đầu với bất cứ loại tội phạm nào." Ông Hóa cũng cho biết tạ hóa cho ông bộ não quá bé nhưng lại cho ước mơ quá lớn, nên trên nền nhận thức bé nhỏ để rồi vi phạm pháp luật. Những câu trả lời ngô nghê của ông Nguyễn Thành Hóa thực sự đã lột tả hết công tác nhân sự rất khôi hài đến lỗ bịch của Đảng mà người đứng đầu là ông Tổng Bí Thư phải chịu trách nhiệm. Cái gọi là giới thiệu quy trình hoặc là quy hoạch cán bộ hoặc là bầu chọn cán bộ vân vân chỉ là trò lừa đảo mị dân, trò bịp trong thể chế của Đảng Cộng sản mà thôi.